con không chờ được ông Định rồi. Sáng tôi lại quán cà phê Yomi với bạn ơi, tôi chia sẻ video lấy điện thoại mới tôi, tôi quay video 3 phút, tôi quay xong rồi tôi tính đăng lên TikTok, mà đăng lên là cái tiếng nó nói không phải bình thường như tôi đang nói, nó giống hình như dấp đĩa vậy. Giờ tôi cũng quay phim điện thoại mới cũng bị vậy á, giờ tôi đang quay điện thoại cũ cho các bạn xem. Tôi có căn lành tập bạc pháp nay 63 tuổi, tôi tu tại gia không thầy chỉ dạy, ngày đọc ba thầy kinh sáng 3:30 tôi đọc chú Đăng Nghiêm thuộc lòng, thấy cuốn kinh 11:00 tôi đọc chú Đại Bi 88 biến 1 tiếng đồng hồ, tối 7:00 đọc kinh Địa Tạng Pháp Hoa niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, kinh Pháp Hoa của ông thầy Tích Hải giảng 24 cuốn 28 phẩm, đi niệm Phật tiếng đồng hồ liên tục 3:00, nay 7 năm không nghỉ ngày nào. Tôi tinh tấn Phật chứng tôi nước suối nhất chút nhúc nhích cho người uống hết bệnh có niềm tin mẹ âm mới ứng. Tôi mắt tôi sáng lúc tôi thầu cầu tôi không có đường giờ mà mắt sáng lắm, tôi đọc kinh nó trong kinh nó có hào quang đẹp lắm, và tôi bệnh tật hết. Tôi đọc kinh này 7 năm không nghỉ ngày nào, tôi phát nguyện khi nào bệnh tật nghỉ chết nghỉ Phật, tôi có chết thì Phật Di Đà phóng một quan về Tây Phương Cực Lạc. Tôi tin tới tu hành nay tôi được hết bệnh và tôi có tí tuệ, tôi chơi TikTok được thành công. Giờ tôi rất là an lạc hạnh phúc, tôi đi dọc đường các bạn bè nhỏ nhỏ lớn đi quay phim dọc đường ai cũng kêu tôi idol, tôi rất sung sướng hạnh phúc. Phật tôi đang coi phim Đại Đại Vĩnh Long với bạn Đài Loan á, cái tiếng nhỏ xíu mà quay phim nữa thì nó éo 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 gì đó. Người cục đa năng con tay tôi mua đó bạn ơi, là chỗ đọc kinh của bạn ơi, chuyển nghiệp cho vợ tôi ngay nãy kêu cháu nội tôi 7 tuổi á đem mít với bưởi cho tôi ăn nè bạn ơi, chuyển nghiệp vợ tôi ngày ăn tháng ăn chay 4 ngày và mua bông hoa cúng Phật và mua gạo bố thí dân nghèo. Máy thì Phật chắc ở chỗ đọc kinh thôi đó, tôi bắt chỉ thành khám bệnh cho bạn ngồi một ngày.